Hello anh em ơi, hình như mình đã trở lại và mình sẽ review OB26 nhá. Mình có gì mới không nhở? Anh đặt giá nó là có cái gì đó như mà AG phải. Đây, AG là sự trở lại của hai khẩu MB nhá. Ôi, như thêm vào đó chúng ta có thêm M8 nữa anh em ạ. Ui, bắn kia, sợ, quá, sợ quá. Sợ quá, cứu tôi, cứu mà, cứu kìa. Ui, như có thể trâu nha mà ạ. Con này giả bót lửa cho trâu nhở. Đúng. Mà luôn. Thế mà chưa cho mày chưa. Gắt gắt gà. Tiếp theo mình sẽ chơi cái gì anh nhỉ? Cái review phải review đúng không? Để gì luôn không mà mở rồi vậy nhá. Bắn bắn luôn đã. Được bắn đây là con nào? Bắn đây là con nào? Súng ngắn nè. Súng ngắn là vậy là sọt găng nhỏ. Sọt găng thì à. Sọt găng sao sấy. Ôi. Chưa xem kỹ mấy cái này của anh gà giá. Cậu gà to. Ủa kìa mày chứ. Để mình rút cái cậu xuống vực nó nè. Ôi giời ơi. Ôi mình là người duy nhất có sống. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Em ơi, lọt nó xuống lọt rồi. Tính ra mình cũng đánh khá lắm cổ. Ôi trời ơi, con rồi. Chắc trận này phải vào nhà thủ thôi, không có kêu rồi. Chán thế rồi. Qua chung ngu cực gắt luôn ạ. Ai đấy? Ôi cả ép được anh em ạ. Chết rồi chưa. Ôi nơ. Sao mấy clip còn ngắn thế nhỏ. Anh em biết cứu MB không?
xong nãy giờ là phú, là phú này là phú của một bốn hai một, giờ xem phú MB này cướp tâm cướp gót luôn. Ôi cái trò này như bệnh lại canh cướp điện thoại sao khi dạ dã nhở. Ui trời ôi mẹ ai rồi. Sư đi chùa thầy, sư đi chùa ôi trời cú hồn lên trái.